Xe gầm cao tiếp tục là nhóm sản phẩm được các nhà sản xuất ô tô chú trọng, không chỉ trên thị trường toàn cầu, mà ngay tại Việt Nam SUV ngày càng phổ biến và được ưa chuộng hơn những dòng xe khác. Trong hơn một tháng qua, liên tiếp bản cập nhật của ba dòng SUV Nhật Bản được giới thiệu đến khách hàng trong nước. Đó là Honda HR-V, Toyota Fortuner và Mitsubishi Pajero Sport. Tổng chi phí đăng ký cho bộ ba này, giao động từ 900 triệu đến 1 tỷ rưỡi tại Hà Nội, địa phương có tổng chi phí lăn bánh ô tô cao nhất các khoản phí khác tính theo đăng ký ô tô cá nhân. 1. Honda HR-V. Khi tính cạnh tranh ở nhóm SUV đô thị khốc liệt hơn với sự góp mặt của MG ZS, Kia Seltos và Toyota Corolla Cross, Honda Việt Nam đã âm thầm trình làng phiên bản mới cho HRV vào đầu tháng 9. Dòng xe gầm cao Nhật Bản được bổ sung trang bị tiện nghi, trong khi mức giá đề xuất giữ nguyên cho hai phiên bản G và L, từ 786 đến 871 triệu. Honda HR-V được nhập khẩu từ Thái Lan, ngoại trừ đối thủ đồng hương Corolla Cross từ 710 đến 910 triệu, mức giá của Honda HR-V 2020 vẫn đắt hơn những mẫu xe khác cùng phân khúc. Hyundai Kona có giá 636 đến 750 triệu, ba phiên bản của MG ZS có giá lần lượt 518 triệu, 565 triệu và 639 triệu. Kia Seltos tốt đang được bán ưu đãi với giá 589 đến 719 triệu, còn Ford EcoSport 2020 vừa ra mắt có giá 603 đến 686 triệu. Honda đang tặng 50% phí trước bạ tối đa 50 triệu cho khách hàng mua hRv trong năm 2020. Khuyến mại này phần nào giúp Honda HGV cạnh tranh tốt hơn trước các đối thủ lắp ráp trong nước như Kona, Seltos hay EcoSport. Giá lăn bánh tại Hà Nội Honda HGV-G giá niêm yết 786 triệu, phí trước bạ 47 triệu giá lăn bán 855 triệu. Honda HGV-L giá niêm yết 871 triệu, phí trước bạ 47 triệu giá lăn bán 942 triệu. 2. Toyota Fortuner Giữa tháng 9, Fortuner được giới thiệu loạt phiên bản nâng cấp 2021 tại Việt Nam. Trong bối cảnh doanh số suy giảm và bị các dòng xe gầm cao 7 chỗ khác chiếm thị phần, đây được xem là động thái kịp thời của Toyota. Ở đời xe mới, Toyota Fortuner có giá đề xuất giao động từ 995 triệu đến 1 tỷ 426 triệu, đi kèm đó là tùy chọn màu sơn trắng ngọc trai với chi phí 8 triệu trong 7 biến thể Fortuner nâng cấp facelift, 2 model máy xăng 2.7 lít được nhập khẩu, còn lại các bản máy dầu 2.4 lít và 2.8 lít là xe lắp ráp. Bên cạnh Mitsubishi Pajero Sport cũng có mặt trong đây, những mẫu xe khác cạnh tranh với Toyota Fortuner còn có Ford Everest, từ 999 triệu đến 1 tỷ 388 triệu, Chevrolet Trailblazer từ 885 triệu đến 1 tỷ lẻ 66 triệu, Nissan Terra từ 848 đến 998 triệu, Isuzu MU-X từ 779 đến 990 triệu. Hyundai Santa Fe từ 995 triệu đến 1 tỷ 245 triệu và Kia Sorento từ 1 tỷ lẻ 79 triệu đến 1 tỷ 349 triệu. Giá lăn bánh tại Hà Nội. Toyota Fortuner 2.4 MT giá niêm yết 995 triệu, phí trước bạ 59 triệu, giá lăn bánh 1 tỷ lẻ 77 triệu. Toyota Fortuner 2.4 AT giá niêm yết 1 tỷ lẻ 80 triệu, phí trước bạ 64 triệu, giá lăn bánh 1 tỷ 167 triệu. Toyota Fortuner 2.7 AD4 x 2 nhập khẩu giá niêm yết 1 tỷ 130 triệu, phí trước bạ 135 triệu, giá lăn bánh 1 tỷ 288 triệu. Toyota Fortuner 2.7 AD4 x 4 nhập khẩu giá niêm yết 1 tỷ 230 triệu, phí trước bạ 147 triệu, giá lăn bánh 1 tỷ 400 triệu. Toyota Fortuner 2.8 AD giá niêm yết 1 tỷ 388 triệu, phí trước bạ 83 triệu, giá lăn bánh 1 tỷ 493 triệu. Toyota Fortuner 2.4 Outlander giá niêm yết 1 tỷ 195 triệu, phí trước bạ 71 triệu, giá lăn bánh 1 tỷ 289 triệu. Toyota Fortuner 2.8 Outlander giá niêm yết 1 tỷ 426 triệu, phí trước bạ 85 triệu, giá lăn bánh 1 tỷ 534 triệu. 3. Mitsubishi Pajero Sport Cạnh tranh trực tiếp với Toyota Fortuner, Pajero Sport nâng cấp 2020 được giới thiệu tại Việt Nam vào đầu tháng 10. Đây là cái tên thường xuyên đứng thứ ba trên bảng xếp hạng của nhóm SUV 7 chỗ cỡ chung, sau Fortuner và Ford Everest. Ở đợt nâng cấp vừa qua, Mitsubishi Việt Nam tinh giản danh mục phiên bản cho Pajero Sport, từ 7 còn hai biến thể trang bị mặc định động cơ diesel 2.4L và dùng hộp số tự động 8 cấp. Hãng xe Nhật Bản đã loại bỏ cấu hình số sàn và tùy chọn động cơ xăng. Có thể thấy Mitsubishi Pajero Sport nay chỉ tập trung vào nhóm khách hàng mua xe gia đình không giàn trải phiên bản như trước. Mitsubishi Pajero Sport 2020 bản 4 x 2 và 4 x 4 có giá bán lần lượt 1 tỷ 110 triệu và 1 tỷ 345 triệu đắt hơn, 95 đến 130 triệu so với các model cũ. Xe vẫn được nhập khẩu từ Thái Lan. Giá lăn bánh tại Hà Nội. Mitsubishi Pajero Sport 2020 bản 4 x 2 giá niêm yết 1 tỷ 110 triệu, phí trước bạ 133 triệu, giá lăn bánh 1 tỷ 265 triệu. Mitsubishi Pajero Sport 2020 phô nhân 4 giá niêm yết 1 tỷ 345 triệu, phí trước bạ 161 triệu, giá lăn bánh 1 tỷ 529 triệu. Xe cộ